Rồi, giới thiệu với tất cả anh em một chiếc vali Crown đến từ thương hiệu của Nhật Bản, và chúng ta có thể chơi được đĩa than này, chơi được cái phần băng cassette nè. Đặc biệt là cái em này nó được thiết kế theo kiểu mang đi, và đây là giống như một cái chiếc vali ha. Khi chúng ta bỏ xuống và đậy lại thì nó sẽ như thế này, không khác gì một cái chiếc vali thông thường cả. Và con này là âm thanh CT luôn. Bây giờ thì mời anh em thưởng thức chất âm của nó ha. Đầu tiên thì cho anh em nghe phần cái cassette. Âm thanh rất hay nha. Con trăng rất dài mà còn hào hoa, con sông rất dài mà cũng được lại, còn tặng riêng ta, còn em riêng em rất vui. Không có thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần này để chơi cái, được cái phần radio nè. Giò đàn như thế này đó. Đó, đây là phần radio. Thì chúng ta chỉ cần kéo anten nó lên thôi, ví dụ như đây. Hoặc là chơi phono. Phono thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần Foston nằm ngay chỗ này, và chỉ cần đưa kim vào thì âm thanh nó sẽ. Mùa thu mây bay gió nhẹ, em có hay thu về dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Đây chúng ta còn cả gang ti nè, rất là mới, anh em chỉ cần về lò cái thôi thì nó mới ha. Kể cả bên đây cũng vậy, nơi cũng sẽ là một cái gang ti ha. Em có mơ mơ mùa bắt lướt hoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung. Rồi không thích thì bắt đầu thì chúng ta sẽ bỏ lại và mang đi thôi, như thế này.